nghe gió đưa ru bụi tre. Nè bằng lòng đi em, bằng lòng đi anh, chẳng còn tương tư đơm đớm lấp loè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lắc leo bướm ong phường hồng dê kêu, giếng nước gào khua tình yêu, chim liễu lo chuyện cành điều, ngô lúa sai quằn mỹ miều. Nè bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp mền. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền.
mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngóng trông năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như du hồn em. Màu vàng đắm say, người yêu của em không cần giàu sang. Cháu cũng có mặt đầy đủ ngày hôm nay đến cái công việc của hai cháu.
thưa các đồng chí, qua thời gian hai cháu đồng chí được sự cho phép của các cụ không ngăn cản hài lòng, nhất là sự đồng ý của bố mẹ hai gia đình thì các cháu đã hiểu biết rồi. Rồi ạ.
miếng trầu miếng cau. Ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khan thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son lối duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Thank you.
rất là đẹp. Vũ trụ, tức là từ năm mới trở thành năm mới. Nhưng mà cái ý nghĩa dạng của nó thì ví dụ như hôm nay hai cháu đồng thành hôn đây để bước sang một cái giai đoạn thành vợ thành chồng thì cũng là một cái giao thừa. Các người thì đọc cả thừa cũng được đề như thế. Giao thừa là lúc thăng hoa, thời gian cầu trời trong mẫn bước sang giao thừa. Được xin hết. Tình giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Kính thưa các cô, các bà, cô Phật, cô dì chú bác, các bạn bè của hai gia đình hai cháu, mọi người các bạn đến cho bạn nhà trai, tôi sẽ có cô chồng xin giới thiệu sâu đời hồn. Tôi xin phép đứng lại đến cho bạn nhà gái, xin lễ trăm lễ của bên phía gia đình nhà trai và cũng chính thức hai cháu ở đây luôn học trò. Các cháu tuy tuổi đã cao nhưng mà kinh nghiệm cuộc sống còn hạn chế. Tôi rất mong trong thời gian tới, được sự vun đắp của hai gia đình, được sự cho phép của chính quyền địa phương, các cháu chính thức thành vợ thành chồng thành hôn. Trong buổi lễ long trọng của đầy ý nghĩa này, tôi xin tuyên bố với hai họ, kể từ giờ phút này, cháu Nam Anh và cháu Thu Hà chính thức thành vợ thành chồng. Rất mong trong thời gian tới, các cháu nhận được vun đắp của gia đình hai bên để các cháu làm sao xứng đáng là những con người con dâu hiền thành thạo. Anh đang quay từ từ. Thay mặt của người gái, tôi xin chúc các cháu đối với gia đình, các cháu là những người con, người cháu ngoan của dòng họ hai bên. Đối với bố mẹ, các cháu là những người con dâu hiền thành thạo. Đối với gia đình nhỏ bé của cháu, các cháu là những người
về cha con, người vợ đảm, người mẹ hiền. Đối với xã hội, các cháu là người không dân tốt, được bạn bè tin yêu, kính trọng. Một nữa, tôi xin phép mời các cụ, các ông, các bà, hai vợ uống nước, ăn trầu để chúc mừng hạnh phúc hai sau. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ tôi chào mọi người, lời đã dành cho những đại diện cho mọi người trai, mọi người gái vừa rồi đã có những lời phát biểu. Vâng, và xin đây nhé. Tôi được làm chú rể chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, cháp trước kia đã. Nghe xôn xao xóm tên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng vô vàng lăng xăng, chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, cô thì cười duyên, ôi son ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu, kìa đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười, mái tóc bạc phơ và nheo mắt. Mây thố được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra diễn tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào. Vui ơi vui, vui quá là vui. Trời ơi vui, vui thiệt là vui. Trời ơi, anh Bảy, anh làm gì mà đám cưới tụi nhỏ mà anh rên dữ vậy anh Bảy? Tôi vừa rên nào, cái tôi thấy tụi nhỏ đám cưới vui quá, tôi định cài rồi đó. Ông mà màng ơi, đám cưới lớn quá, vậy chắc tối nay cô dâu chú rể mệt dữ rồi nè. Anh sao kỳ quá vậy? Tụi nhỏ nó lo nó đãi bàn tiếp đãi khách khứa nó mệt chứ có gì đâu. Tôi sợ mệt rồi đó mỏi. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới vô dạng. Công việc tới sau
cụ, các ông, các bà, các bác và cái gì cho bác hay họ mạnh khỏe hạnh phúc. Và cũng xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà rất vinh dự cho gia đình trong năm anh. Và hôm nay là có tổ chức cơ quan là đồng chí chú Đức, đây là tổ chức cơ quan là phó bí thư thường trực huyện ủy, và bác Tuấn đây là thường vụ huyện ủy là trưởng ban của cháu, là cũng đã về dự với gia đình và các cháu và cùng với chung vui với các cụ các bà hôm nay. Và xin và thưa các cụ các bà, là hôm nay thì cũng là ngày tuổi vui của hai cháu, nên được các cụ các bà để hai họ nó bớt chút thời gian xuống để dự ngày vui của hai cháu. Thì thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ các ông các bà cùng toàn thể để cô dì chú bác của hai họ và cũng như các bác ở cơ quan. Và tôi xin có lời mời các cụ các ông các bà của nhà gái có sơi cơm với gia đình để chung vui với gia đình. Đấy, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cụ các ông các bà. Vừa rồi là bác Phúc có ý kiến mời gia đình nhà trai cô mời sống cơm, mời gia đình nhà gái và một gia đình nhà gái có ý kiến rồi để gia đình người khác, hai gia đình chúng ta sẽ ngồi với những cơm thân mật. Trước tiên là để gắn kết tình cảm của hai cháu, mặc dù hai cháu là hai con của gia đình nhưng hai cháu sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm hai người chúng ta ngày càng đậm ấm. Còn bữa cơm ngày hôm nay thì cũng đại diện gia đình nhà gái thì em xin phép bác cũng như họ nhà trai em xin cất những khác ở chỗ này trên nhà gái cũng gọi chuẩn bị sửa soạn mâm cơm và các cụ con các bà trên nhà gái đến chia vui những gia đình cũng như chúc tết cho cháu là cháu Lâm Anh. Em xin chân thành cảm ơn bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê kết con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh những làng trong, còn em những làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang, sông nước lơ thơ, anh cũng chẳng biết đến bao giờ.
vì mùa xuân. Nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi. Vô nè. 1
năm nay quá chịu chơi, tiếng nổ vang hai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhau ghé, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai trẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh tám xin mời anh một chén, nè 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 cô sáu. Xuân năm
xin chúc muôn nơi xuân khắp mọi nơi và xuân khắp mọi nhà. Chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chờ hương trăng bay quanh bên những rừng mơ. Thể hiện rất là
xuất sắc với những ca khúc của mình. Và ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta này tiếp tục trở về với chương trình nghệ thuật với một sáng tác được mang tên Neo Đậu Bến Quê. Minh Tâm xin được trân trọng gửi tới quý vị, cũng như kính chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi tối tràn ngập niềm vui hạnh phúc tại hôn trường cưới của gia đình chú rể năm nay ngày hôm nay. Bye.
một sáng tác mang âm hưởng hương sắc của mùa xuân. Quý vị thân mến, mà quý vị sẽ tiếp tục trở về với những bản tình ca ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trong buổi tối hôm nay với một sáng tác mang tên Tình Cây Và Đất. Quý vị thân mến, và xin một nửa được thay lời của gia đình quân viên Hoàng Nhà Trai, đặc biệt là đỡ lời cho chú rể Lam Anh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của các cô, các bác, các chú, các anh, các chị đang hiện diện tại những bàn tiệc trầu, tiệc trà của gia đình để chúc phúc, chúc duyên cho đoàn trẻ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xây nước, xây trầu cũng như trở về với những bản tình ca hay nhất để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể. Thank you.
thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của gia đình, được ngày vui ngày hôm nay được như thế này là gia đình có tôi xin đại diện cho gia đình xin con nhời cảm ơn chân thành tới các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên trong họ nhà mình. Và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, để có lời đáp đền lời cảm ơn, tôi sẽ gửi tới gia đình nhà mình một bài hát. Thế cho nên là các cụ có nhờ là gì nhỉ? Úi trời ơi, sao mà mãi mà chả nhớ ra bài gì nhỉ? Cái gì mà ngồi nhớ quê cha, nghe khúc hát dân ca quê mẹ, câu hát du từ thời thuở bé, đưa ta về bến bãi tuổi thơ. Bài là bài gì nhỉ? Bát nhạc nhỉ? Điều bí dậm em, ui trời có thế mà quên rồi ạ. Đầu mẹ óc chán kinh người. Vâng, vâng, xin gửi tới toàn thể gia đình nhà mình bài hát Điều bí dậm là em. Rồi này
hoài điều cái giọng là em mà em cứ mần tính nhưng ngoảnh nhìn đi nơi khác. Ôi giời ơi, chết rồi. Quý vị sẽ cùng trở về với dòng ca của bố chú rể Đàm Anh ạ. Rất là vinh dự được dòng ca cùng với bác trong buổi tối ngày hôm nay với một sáng tác được mang tên Lắng Ấm Quê Hương, sáng tác của nhạc sĩ Vinh An. Xin trân trọng gửi tới quý vị.
hát kia bài nữa đi. Xin gửi tới toàn thể các bà các bác các anh các chị một bài giận mà thương. Giận là giận hàng xóm ấy, không phải giận bạn nhà mình đâu. Mùa xuân đó có em.
tay yêu hắt giọt lệ sâu. Em có nghe trời bao xuân chưa? Bên sông từng giọt lặng vàng chợt lứa. Một lời yêu lắm bà xã ơi.
bà xã tôi quê ở Tuốc Sông Tiền, xa lắm nhà tôi quê ở Hà Tiên. Ngày mới quen em cô gái dịu hiền, anh vẫn thầm mong đôi mình đẹp duyên. Ngày cưới xôn xao anh hỏi em rằng, em có bằng lòng làm bà xã anh không? Cười ấp e em nói em bằng lòng, khoe áo hồng em theo chồng về Vinh. Bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm. Câu hát chung tình hai đứa mình đẹp đôi, anh sẽ không thôi yêu em suốt cuộc đời. Anh hứa một lời, yêu chỉ bà xã thôi. Bà xã sẽ bên nhau yêu mãi đến muôn đời, anh hứa một lời, yêu lắm bà xã ơi. Ngày đi xa anh vẫn nhớ em nhiều, mong trở về bên hơi ấm vợ yêu. Dù có ai siêu lòng xa vợ mình, anh vẫn nặng tình yêu lắm bà xã ơi. Dù có ai siêu lòng xa vợ mình, anh vẫn nặng tình yêu lắm bà xã ơi. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết thơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng, và chỉ còn ít phút nữa thôi là buổi lễ chính thức, buổi lễ vu quy của cô dâu Thu Hà và chú rể Nam Anh sẽ được diễn ra. Với ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ ăn cầu uống nước thuốc để cùng bước chúc những thì giờ vàng ngọc của mình dự buổi lễ vu quy chiều ngày hôm nay. Chúc mừng cho chú rể cũng như là cô dâu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, các cụ cũng có một câu đôi lời. Vâng, ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ lắng nghe một ý kiến đến từ họ nhà trai. Vâng, và xin trân trọng kính mời ban đại diện họ nhà trai. Alo. Xin kính thưa các cụ, ông các bà, quan viên nhà trai. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Xin chú ý ai ra đây thì hai cháu cũng đã đồng ý, cho phép thực hiện để hai bên gia đình tiến hành tổ chức cho cháu ở ngày nay. Thì trước lúc coi như việc để đón cháu về để tổ chức cho hai cháu thành gia đình, xin phép các cụ thân các bà và người gái cho phép người trai để đón cháu về tổ chức lễ chào hôn cho hai cháu. Thế thì cũng thông báo với cụ công các bà như này, một việc rất quan trọng là giờ giấc của các cháu là 3:25 là các cháu sẽ xuất phát lên đường để tổ chức hoa cháu. Thế thì qua đây cũng xin có lời kính chúc các cụ công các bà hai họ hai người hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và thầy ơi xin chào mọi người đã. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú bác cùng quý bạn bè của hai gia đình và hai cháu. Lời đầu tiên chúng tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Nhã, là bác của cháu Thu Hà. Được sự ủy quyền của bố mẹ cháu, sự cho phép của ông bà cho gia đình, hôm nay tôi trân trọng đại diện cho các gái trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Lời đầu tiên như phép tôi đại diện nhà gái gửi lời chúc tốt đẹp nhất, lời chào chân thành nhất và lời cảm ơn trân trọng nhất tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cùng các quý bạn bè bên phía nhà trai đã tổ chức một phái đoàn rất là trang trọng lên dự lễ thành hôn hai cháu Lam Anh và Thu Hà trên nhà gái ngày nay. Cháu Lam Anh và Thu Hà, hai cháu cùng công tác ở cơ quan huyện nhà. Trong những năm công tác đã tìm hiểu, quen biết nhau và có ý muốn tiến tới xây dựng trong lòng hạnh phúc để các nguyện vọng của hai cháu được sự vun đắp của hai gia đình, sự cho phép chính quyền địa phương. Hôm nay trong buổi lễ long trọng đầy ý nghĩa và tràn ngập hạnh phúc này, tôi xin phép đại diện cho các gái xin thông báo với chính quyền, với các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú bác cùng các quý vị khách quý của hai gia đình và hai họ, kể từ giờ phút này hai cháu chính thức lên vợ lên chồng. Xin mời quý hai họ trong tàng chào hôm nay. Hai cháu Lam Anh và Thu Hà tuy là lớn nhưng mới bước những bước đi đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân, kinh nghiệm thì chắc là còn phải hỏi rất là nhiều trong thời gian tới, đặc biệt là cháu Thu Hà, để làm sao mà cháu sớm quen được phong tục và nếp sống của gia đình với nhà chồng mới. Tôi tin tưởng rằng với sự dạy dỗ của hai bên gia đình cùng sự vun đắp của hai họ, các cháu sẽ trở thành những người dâu hiền rể bảo và sợi dây tình cảm gắn kết hai gia đình ngày càng sâu đậm. Đại diện cho các gái, đại diện cho bác của cháu, tôi trong ngày lễ trang trọng và ý nghĩa hạnh phúc ngày nay, tôi xin chúc hai cháu đối với gia đình, các cháu là những người con dâu hiền rể thảo, đối với dòng họ các cháu là những người con, người cháu ngoan, đối với tổ ấm hạnh phúc của các cháu là những người chồng tốt, người cha mẫu mực, người vợ hiền, người mẹ cảm, đối với xã hội các cháu là những người công dân tốt, được mọi người tin yêu quý trọng. Để buổi lễ
gia đình của hai bạn và bớt chút thời gian và ngọc đến chung vui với gia đình và chúc phúc cho hạnh phúc hai cháu. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian rất lớn để chúc mừng cho bác đại diện của nhà gái vừa rồi. Vâng, và cháu cũng xin thay mặt cho cô dâu và chú rể xin kính chúc hai bác đại diện họ nhà trai và họ nhà gái thật nhiều sức khỏe và tràn đầy phúc. Xin cảm ơn các bạn. Thank you.
quan họ quê tôi. Những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón vai nào người ơi, nón vai nào ư nói nói người ơi. Thật lớn để đón chào ông ngoại của cô dâu Thu Hà. Ê, cháu Thu Hà đã trưởng thành và bà ngoại hết sức là phấn khởi, hết sức là mừng. Bà có quà cho hai cháu. Thế và bà có những cái lời thể hiện cái niềm vui của bà như thế này. Quà cưới cháu Thu Hà. Thu Hà, Nam Anh hằng mong, Tuấn Diện hành lạc, Chí Hồng xe duyên, chầu cau kính bái tổ tiên, họ hàng chứng kiến nên duyên vợ chồng hạnh phúc. Nay thỏa ước mong, bà ngoại có chút quà mừng ngày vui. Đó là tâm sự của bà ngoại trong ngày vui của các cháu. Xin thay mặt bà ngoại gửi phần quà này cho các cháu. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và cháu xin thay mặt cho cô dâu và chú rể xin cảm ơn phần quà vô cùng là nhỏ bé nhưng rất là ý nghĩa trong một cái ngày trọng đại như thế này. Vâng, và cũng kính chúc ông bà thật nhiều sức khỏe và sống thật lâu bên con cháu. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời bố mẹ của cô dâu cũng có món quà để tặng cho hai con. Vâng, và tiếp theo đó là có các chú, các dì. Vâng ạ, cũng có món quà để tặng cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin trân trọng kính mời. Kính mời. Dạ vâng, và một tràng pháo tay thật lớn cho món quà của bố mẹ tặng cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, món quà vô cùng ý nghĩa. Dạ vâng, và tiếp theo thì xin mời dì ạ. Dì của cô dâu cũng có món quà để tặng cho cô dâu trong ngày phúc trăm năm của mình. Dạ vâng, và tiếp theo là món quà của anh chị của cô dâu Thu Hà.
Dạ vâng, và xin mời cả món quà của cậu mợ nữa ạ. Bao yên quanh, đừng quên ước hẹn tình em mãi thành. Dạ vâng, và xin mời món quà của cậu mợ. Dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi bụi trâu tay và hỏi buồn tâu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng lên bên lên bên em, một vườn đầy hoa thiên lý. Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Sẽ có một ngày không phải chờ đợi. Vâng, và tiếp theo là món quà của anh chị tặng cho hai em trong ngày thuốc trăm năm của mình. Dịu dàng hay bắt ngắn vòng tay, em sẽ là cô dâu ngoại thành. Anh dưỡng về khoe khắp nội thành, anh về nội quê bao yên quanh. Đừng quên ước hẹn tình em ngoại thành, em sẽ là cô dâu ngoại thành. Anh dưỡng về khoe khắp nội thành, anh về nội. Dạ vâng, và vừa rồi là những món quà mà gia đình để tặng cho cô dâu và chú rể trong các ngày vui hạnh phúc trăm năm. Vâng, và xin cảm ơn bố mẹ cũng như là các cậu các mợ, các dì.
Từ của em anh xuất dép rồi nè. Đó, anh thấy chưa? Thấy cái gì đâu? Cô dâu đó, đẹp quá trời luôn. Ít, anh Mười ơi, em cũng muốn làm cô dâu nữa. Ừ, em bán nhà rồi cưới em nha. Xôn xao đôi đúa cao sang thay heo gà đầy mâm.
ta một bài sơn ca kéo dôn chào ngày vui. Và ngay lúc này xin mời quý vị hãy lộ một tràng tay thật lớn để chào đón đông ta hàng tân nhân đẹp nhất sẽ cùng hiện diện trở về với sân khấu. Xin mời em sẽ cùng lên sân khấu đi ạ. Quý vị thân mến, và nhất niên nhất lệ một ngày để Loan Phường được sánh bày bên nhau, vì trầu lên phải bén câu, vì duyên vì lợ, đôi bạn trẻ đã cùng nhau đi tìm, và ông Tư bà Nguyệt đã xe điểm, đã dắt cho đôi bạn tìm đến nhau, và ngày hôm nay đã chính thức trở về đây dưới khuôn trường cưới này trên sân khấu tình yêu của bạn trẻ để chúng ta cùng chúc phúc, chúc duyên cho bạn trẻ. Và xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng lành phúc cho bạn trẻ. Kính thưa quý vị thân mến, tình yêu và hạnh phúc thì luôn luôn là đề tài muôn thuở. Mà từ xa xưa, cha ông chúng ta cũng không biết tình yêu có từ đâu và bắt nguồn từ khi nào. Mà cha ông chúng ta thì có để lại một câu nói như thế này ạ. Sông dài thì cá nổi bật tâm, phải duyên chồng vợ, ngàn năm vẫn chờ. Sông sâu cá nổi nứng nở, phải duyên thì nấy, chứ đợi chờ làm chi. Mà ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã phải duyên, phải nứa nhau rồi, mà không thể chờ đợi thêm được nữa. Để có được ngày vui trăm năm hạnh phúc ngày hôm nay thì không thể không nhắc tới, đó là công ơn sinh thành dưỡng dục của đôi bên cha mẹ. Chính vì vậy mà có câu nói rằng, công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng phải thờ mẹ, kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cây có gốc mới lẩy nhành xanh ngọt, để nước có nguồn mới nên biển cả sông sâu. Chúng ta sinh trưởng bởi đâu, có tổ tiên trước rồi sau mới có mình. Và để có được ngày vui của bạn trẻ thì đó là công ơn sinh thành dưỡng dục của đôi bên cha mẹ. Và ngay lúc này cho phép ban tổ chức xin được trình trọng kính mời song đan phụ mẫu của chú rể Nam Anh cùng song đan phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Thu Hà sẽ cùng hiện diện ra ngoài sân khấu ra mắt quân viên này họ, cũng như để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của con mình. Xin trân trọng được kính mời. Những chào tay thật dài của quý vị được chào đón anh và thông gia của hai gia đình ạ. Và xin mời bố mẹ của chú rể sẽ đứng ra bên cạnh chú rể, và song thân của máu của cô dâu sẽ đứng cạnh với cô dâu xinh đẹp Thu Hà ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và trong giây phút trọng đại này cũng cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng hiện diện ra ngoài sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của các con các cháu. Và để trao dâu nhận rể trong ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời hai bác. Đây một tràng pháo tay của quý vị nữa để chào đón hai bác trưởng đoàn ạ. Cháu xin phép được mời bác trưởng đoàn hoặc gái sẽ đứng bên cạnh cô dâu ạ. Bác trưởng đoàn đàn trai sẽ đứng bên này ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu lúc này là hai bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai và họ nhà gái cùng với song thân phụ mẫu của chú rể Lam Anh, song thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Thu Hà. Hai gia đình thông gia đã hiện diện đầy đủ trên sân khấu để chứng kiến những giây phút huy hoàng lịch sử của con mình. Và kính thưa quý vị thân mến, để có được tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ thì những công lao lớn lao nhất là của bố của mẹ đã dành cho các con từ khi sinh ra đến bây giờ, nuôi dưỡng khôn lớn trưởng thành và để có được ngày vui hạnh phúc hôm nay. Và ngay lúc này cho phép ban tổ chức xin được trình trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Lam Anh và cô dâu xinh đẹp Thu Hà chính thức bắt đầu. Chào tay của quý vị lần này để chúc mừng hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị khách quý rất là nhiều. Và ngay lúc này để cho phép ban tổ chức xin được trình trọng kính mời bác trưởng đoàn của họ nhà gái sẽ chính thức trao cô dâu hiền và nhận chú rể Thảo. Trân trọng được kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị là bạn bè của hai gia đình và hai cháu, tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi tên là Nguyễn Văn Nhã, là bác ruột của cháu Thu Hà. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho họ nhà gái có đôi lời phát biểu trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Trải qua một quá trình tìm hiểu hai cháu Lam Anh và Thu Hà trong những năm tháng cùng công tác tại cơ quan huyện nhà, đã quen biết nhau, quý mến nhau và có ý chung nhân hướng tới trăm năm hạnh phúc. Được sự vun đắp của hai gia đình, sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu.
trải qua một khoảng thời gian cũng như là quãng đường không xa lắm, đại diện gia đình nhà trai đã có một phái đoàn rất là long trọng lên nhà gái chúng tôi để dự lễ trên nhà gái, và hai gia đình đã cùng đón và đưa cháu Thu Hà về đến gia đình nhà bác Kim và bác Hương. Trong giờ phút lịch sử thiêng liêng đầy ý nghĩa của buổi lễ trang trọng, long trọng và tràn đầy hạnh phúc này, tôi xin mời bác đại diện nhà trai lên nhận cháu Thu Hà để gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Quý vị, một tràng pháo tay để chúc mừng. Quý vị thân mến, và vừa rồi thì quý vị đã lắng nghe lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái đã chính thức giao cô dâu Thu Hà cho bác trưởng đoàn họ nhà trai. Cháu xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn họ nhà trai sẽ chính thức nhận cô dâu và trao chú rể thảo cho bác trưởng đoàn họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các bà, quan viên hai họ. Thế thì về phía gia đình nhà gái cũng đã phát biểu ý kiến. Thế thì bây giờ tôi được phép đại diện cho gia đình nhà trai. Thế thì chính thức coi như vậy là nhận cháu là cháu dâu của gia đình và giao cháu này cho coi như vậy họ nhà gái. Xin mời họ nhà gái. Thưa quý vị, một tràng pháo tay để chúc cho tình thân gia của hai gia đình bền chặt keo sơn kể ngày nay. Kính thưa quý vị thân mến, hai bác đã chính thức trao dâu nhận rể trên hôn trường cưới lúc này. Và cũng kể từ ngày hôm nay, chú rể Lam Anh và cô dâu Thu Hà của chúng ta qua sông thì đã có cầu, qua nhà nói chuyện chính thức đã có cây trầu để xe duyên. Mà đúng là tơ hồng đã kết thành đôi, cho dù báo tố cũng quyết không rời không xa. Trăm năm hạnh phúc một nhà, tình yêu thì mãi mãi mà tình thông gia thì vững bền. Ban tổ chức xin được kính chúc cho tình thông gia của hai gia đình sẽ bền chặt keo sơn kể từ ngày hôm nay. Kể từ giây phút hạnh phúc đăng quang này, đôi bạn trẻ sẽ mãi mãi hạnh phúc với nhau đến trọn cuộc đời. Và ngay lúc này thì cho phép ban tổ chức để xin được mời hai bác trưởng đoàn bắt tay nhau một cái thật chặt, cũng như hai ông bố, hai bà mẹ cũng sẽ cùng bắt tay nhau để cùng gắn kết tình thương gia của hai gia đình ạ. Về một nhà và tình thương của cha của mẹ dành cho con là vô bờ bến. Xin được kính chúc một lần nữa tình đông gia của hai gia đình sẽ bền chặt keo sơn kể từ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị thân mến, và những giây phút huy hoàng lịch sử của các bạn trẻ thì đã được trao dâu nhận rể, và ngay lúc này cho phép ban tổ chức xin được mời chú rể sẽ chính thức làm lễ giao nhẫn cho cô dâu. Xin mời vâng ạ, mẹ cầm giúp bóng hoa ạ. Quý vị thân mến, và nghi lễ trao nhẫn cưới là một nghi lễ vô cùng quan trọng, đánh dấu một mốc lịch sử vô cùng quan trọng trong cuộc đời của đôi bạn trẻ. Kể từ ngày hôm nay, chiếc nhẫn là một vòng tròn để cùng bảo vệ tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ đến trọn cuộc đời. Và ngày hôm nay xin mời chú rể Lam Anh sẽ trao nhẫn cho người vợ xinh đẹp của mình. Những tràng pháo tay của quý vị thật lớn để chúc mừng ngày phúc cho nhân trong ngày đại hiếu này ạ. Cô giao cũng trao nhẫn cho người chồng của mình. Những giây phút hạnh phúc tuyệt vời, những bạn trẻ đã nhận được những tràng pháo tay của quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngay lúc này thì xin mời bố mẹ cũng nghe vào trong nhà để cùng hàn huyên tâm sự, cũng như có câu chuyện để chính cục nhà chứng kiến những giây phút của con mình. Quý vị thân mến, miếng trầu đã nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh, rượu lồng bánh ngọt nên duyên. Từ nay Hà đã chính thức có Lam làm chồng, niềm hạnh phúc vô bờ bến trong ngày hôm nay. Chứng kiến của quý vị khách quý, đặc biệt là những tràng pháo tay để chúc phúc chúc duyên. Và ngay lúc này trong giây phút hạnh phúc thì đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ thể hiện những tình cảm yêu thương lồng cháy nhất để quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến và chúc phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay với một nụ hôn ngọt ngào. Chúc bạn trẻ sẽ trao cho nhau chiếc sân khấu của mình. Quý vị thân mến, một tràng pháo tay để cổ vũ cho chú rể Lam Anh được không ạ? Thật là tuyệt vời mà MC được chưa kịp nhìn mà bạn đã hôn rồi. Quý vị đã thấy chưa? Chưa, quý vị bảo chưa thấy. Lúc này đôi bạn trẻ của chúng ta có thực hiện lại nụ hôn này không ạ? Có thì một tràng pháo tay của quý vị thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị. Vâng, phải nói là rất là nhanh đúng không ạ? Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều.
nào tình yêu của đôi bạn trẻ thì đã vượt qua một khoảng cách thời gian, không gian, địa lý cũng như không biết là yêu nhau từ khi nào. Xin hỏi chú rể Nam Anh là yêu cô dâu Thu Hà lâu chưa ạ? Lâu rồi. Vâng, chú rể bảo yêu lâu rồi mà yêu nhiều rồi. Vậy thì những nụ hôn như thế này thì nó là thường xuyên rồi đúng không ạ? Vâng, lúc này thì MC xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành những tràng pháo tay để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và ngay lúc này cô dâu và chú rể sẽ xuống dưới phía dưới để thực hiện nghi lễ hát đánh tình yêu trong ngày hôm nay. Cô dâu chú rể sẽ thực hiện nghi lễ cắt bánh tình yêu trong ngày hôm nay. Tay kia cầm bánh, đúng rồi. Quý vị thân mến, quý vị đang được chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất mà đôi bạn trẻ chia ngọt sẻ bùi cho nhau trong nghi lễ cắt bánh tình yêu hạnh phúc ngày hôm nay. Tầng bánh thứ nhất, nhất là ơn mẹ, ơn cha để cung sinh cung dưỡng cho ta có mình. Tầng bánh thứ hai, hay ơn bè bạn chân tình đã làm mai làm mối để cho mình này có ta. Và tầng bánh thứ ba, ba hơn tất cả gần xa, ngày vui hôm nay đã có mặt thật đông đảo để chúc phúc cho riêng ta với mình. Đó là mấy lời ngắn gọn nhưng trọn vẹn nghĩa tình của chú rể Nam Anh và cô dâu Thu Hà. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tình yêu. Rượu lồng có ngọt lên trên. Từ nay thì chính thức Thu Hà đã có Nam Anh làm chồng. Quý vị thân mến, những tràng pháo tay của quý vị để chúc mừng hạnh phúc cho đôi nam ạ. Chú rể sẽ tiếp tục chai rượu thứ hai. Em sẽ rót một nửa, còn một nửa sẽ rót lên 6 chiếc ly trên bàn để nam nữ sẽ dâng lên bậc cung dành dưỡng dục cho mình. Thân mến, mà quý vị đang được chứng kiến những giây phút ngọt ngào hạnh phúc mà đôi bạn trẻ đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Chú rể và cô dâu sẽ cùng tay trong tay để rót lên 6 chiếc ly trên bàn. Và ngay giây phút này cho phép ban tổ chức một lần nữa được trình trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu Thu Hà cùng với song thân phụ mẫu của chú rể Lâm Anh sẽ cùng hiện diện ra ngoài sân khấu để đón nhận ly rượu thành kính mà các con dâng lên trong ngày đầy hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Mặt hồ lá rắc rỡ, những con đường vắng xưa. Quý vị thân mến, những tràng pháo tay của quý vị thân mến nhé. Chúc mừng cho hai gia đình. Buồn đi mùa thu xa lá. Và xin mời các bố các mẹ sẽ nhìn về đến sân khấu. Và lúc này thì xin mời cô dâu sinh mẹ Thu Hà sẽ dâng rượu lên bố mẹ chồng để cảm ơn tới bố mẹ đã sinh thành cho mình một chàng hoàng tử đẹp trai, một bờ vai vững cháy là chỗ dựa suốt cuộc đời của mình ngày hôm nay. Chú rể giúp cô dâu đưa rượu. Và ngay lúc này thì xin mời chú rể Lâm Anh sẽ này lên đây để dâng rượu lên bố của mẹ của cô dâu. Cảm ơn tới bố mẹ đã sinh thành cho mình là công chúa xinh đẹp hiền dịu, sẽ là người vợ trọn đời thủy chung của mình. Hai ly rượu còn lại là của hai em, xin mời hai em sẽ cùng lên như thế này. Và những giây phút hạnh phúc này thì rất mong những tràng pháo tay của quý vị thật dài thật dòng để chúc phúc cho hai gia đình. Xin mời bây giờ chú rể sẽ đứng chính giữa sân khấu đấy. Và các đại gia đình của chúng ta sẽ cùng ly. Và sau khi cùng ly thì hai em sẽ lồng tay để uống riêng rượu hợp cẩn sao bôi. Và hai các thông gia sẽ cùng ly để chúc mừng từng thông gia của hai gia đình. Quý vị thân mến, mời quý vị sẽ cùng MC đến từ 1 đến 3 để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai gia đình và cũng đôi bạn trẻ hôm nay ạ. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Và những chàng pháo tay của quý vị là dài đi ạ. Thật là tuyệt vời, niềm hạnh phúc hân hoan của hai gia đình, đặc biệt là bố mẹ cùng chứng kiến những giây phút huy hoàng lịch sử của các con. Xin được cảm ơn bố mẹ rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày hạnh phúc hôm nay thì đôi bạn trẻ nhận được rất là nhiều những tình cảm của quý vị đã cùng hoan hỉ trở về đây với những tràng pháo tay thật là giòn, thật dày để chúc mừng hạnh phúc cho đôi nương. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Cảm ơn bố mẹ, xin mời bố mẹ hẹn trở về với những bàn từ chầu của cha. Kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày đại hỷ của đôi nương, đôi bạn trẻ đã nhận được rất là nhiều những tình cảm của quý vị, đặc biệt những món quà rất là giá trị về vật
vật chất và cũng như vật tinh thần mà những người thân người thương đã dành cho bạn trẻ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu món quà đầu tiên đến từ bà nội của chú rể Lam Anh. Xin trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, một lộc già thì bằng ba lộc trẻ. Và ngày hôm nay thì đứa bạn trẻ nhận được những tình cảm của bà. Mặc dù bà cao tuổi cũng rất là dành những tình cảm chất chiêu dành dụng cho các cháu của mình. Mong ước các cháu sẽ mãi mãi hạnh phúc. Bác xin trân trọng vào tay của quý vị. Quý vị thân mến, mời quý vị vừa được chứng kiến những tình cảm của bà nội dành cho các cháu trai và cháu dâu của mình trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu đến sân khấu món quà thứ hai tiếp theo. Món quà đến từ bà ngoại của chú rể Lam Anh. Trân trọng kính mời. Thân mến, và quý vị đang được chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ nhận được những tình cảm của hai bà nội và bà ngoại dành cho mình trong ngày hạnh phúc này. Xin quý vị những tràng pháo tay đi ạ. Xin được cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Xin được trân trọng giới thiệu món quà tiếp theo đến từ bác của chú rể Lam Anh. Trân trọng được kính mời. Một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho bạn trẻ nhận được tình cảm của bác. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì nhà gái hân hoan mừng giày thảo, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền. Quan viên anh họ chúng ta được sum vầy, năm đi nằm rể còn hà về làm dâu. Niềm hạnh phúc đang hân hoan tràn ngập trong môn điểm giấy lúc này. Các bạn trẻ nhận được rất là nhiều những tình cảm thân thương đến từ gia đình. Và ngay lúc này thì xin mời món quà đến từ song thân phụ mẫu của chú rể Lam Anh. Quý vị thân mến, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân cày cha che chở cho đời con và nuôi con đến ngày khôn lớn trưởng thành là nỗi vất vả rất lớn của bậc làm cha làm mẹ. Và trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời con mình, cha mẹ cũng dành dịu chất chung tình cảm thiêng liêng để dành cho con của mình với những mong muốn các con sẽ được mãi mãi hạnh phúc và no ấm đến trọn cuộc đời. Nhận được rất là nhiều những tình cảm của những người thân, người thương trong gia đình. Và xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu món quà đến từ dì của chú rể Lam Anh. Giới thiệu một món quà nữa đến từ chị gái của chú rể Lam Anh. Xin chào chị này. Chị gái và anh rể có những tình cảm rất là tuyệt vời dành cho các em của mình trong ngày hạnh phúc. Quý vị thân mến, một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho đôi nương nhận được rất là nhiều những tình cảm của gia đình đã dành cho trong ngày hạnh phúc này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Giới thiệu lên sân khấu với một giọng thơ, giọng ca đầu tiên của ông ngoại, phải không ạ? Ông ngoại cô dâu ạ. Xin trân trọng được kính mời quý vị thân mến, một tràng pháo tay để chào đón giọng thơ của ông ngoại sẽ chúc cho các cháu của mình trong ngày hôm nay. Được lời giới thiệu của ban tổ chức thì bản thân cũng hết sức là xúc động để thể hiện được cái niềm vui của mình trong cái ngày tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thưa các cụ, thưa các quý ông, quý bà và toàn thể hội hôn, tôi là ông ngoại của cháu Thu Hà. Rất vui, rất mừng được chứng kiến cái lễ thành hôn của các cháu được tổ chức hết sức chu đáo và phấn khởi, rất vui. Thể hiện cái niềm vui ấy, tôi có bộc lộ trong cái cảm xúc của mình bằng một cái bài thơ xin được đọc trước toàn thể các cụ, các quý ông, quý bà và quan viên hai họ. Bài thơ có tựa đề là Mừng lễ cưới cháu Thu Hà ra mắt. Thu Hà tươi thắm như hoa, nam anh chững chạc đến là thân quen. Hành lạc tuấn dị, xe duyên cơ quan gia cảnh dệt nên tình ngờ. Cau trầu xin dâu đầy cơi, nhà trai độ đến xứng lời trình lên. Lời vàng ý ngọc hai bên, hạnh phúc hai cháu tổ tiên tác thành. Chầu thơm cùng với cau xanh, hai họ chứng kiến duyên lành thành đôi. Ngày tốt bầu trời đẹp tươi, lễ cưới chú đáo tình người càng say. Mừng hai gia đình hôm nay, trồng cây chung để đón ngày trổ hoa. Hạnh phúc hai cháu hiền hòa, đời sang trang mới học ra sức rèn. Họ hàng cha mẹ hai bên biết thưa gửi, biết giữ nền nếp hay. Lâu đài hạnh phúc hôm nay, tương lai rộng mở, tháng ngày hân hoan. Cảm ơn hai họ cơ quan, lời chúc mạnh khỏe ngập tràn niềm vui. Ông ngoại của Thu Hà xin cảm ơn các cụ. Em chào, xin được thay lời cho hai em được cảm ơn những lời vàng ý ngọc của bác, của ông đã dành cho hai cháu của mình. Và ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng này gặp gỡ với phụ thân của chú rể, cũng có đôi lời để đáp từ với những câu thơ của ông ngoại. Xin trân trọng kính mời. Thưa các cụ, thưa toàn thể các ông, các bà, các cô dì, chú bác cùng anh em nam nữ thanh niên của hai họ. Thôi thì khôn đâu đến trẻ, dại đâu đến già. Nhưng mà thôi thì bề trên đã có đôi nhời thì các cụ nói, các cụ dạy rồi, bên thì có ý thì bên đây phải có nhời. Vâng, tôi sẽ xin phép các cụ là có đôi nhời thế này ạ. Đất như quỳnh chưa mưa đã thấm, rượu hành hạ chưa nhấm đã say. Đất như quỳnh chưa đi đã nhớ, con gái lạc đạo mới gặp, con gái hành hạ mới gặp gỡ mà đã thương. Đúng là mới gặp gỡ mà đã thương rồi, thương nhau gắng đợi ngày chờ. Vâng, vừa rồi MC cũng nói là Lâm Anh yêu Thu Hà lâu chưa nhỉ? Thì Lâm Anh nói là yêu lâu lắm rồi, nhưng mà
Con trai tôi có về có tâm sự với tôi rằng: bố à, con có yêu một cô bé ở trên Đình Lạc, nhưng mà cô bé bảo là anh cứ phải chờ đợi em một thời gian nữa. Thì tôi có bảo con trai là: con ơi, khi con đã gửi gắm một trái tim cho người mình yêu thì chờ đến 3 năm, 5 năm, 10 năm con cố gắng chờ đợi con à. Thế rồi cũng gắng chờ gắng đợi, mà đến tận ngày này tháng này năm nay là đúng là gắng đợi gắng chờ, bao giờ dâu mượt thì cho tầm nhà tơ. Đúng là ngày hôm nay là ngày thưa các cụ công các bà, vừa rồi ông ngoại của cháu Thu Hà có cái những lời văn rất là tuyệt vời và lời thơ rất tuyệt vời, những lời văn những thì là làm cho tôi rất là xúc động. Thì là tôi cũng xin gửi tới các quý vị một bài hát là Đi Tìm Người Hát Câu Hát Lý Thương Nhau. Thank you.
anh chị em ạ. Vâng. Dạ, xin kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể quý khách của hai họ. Vâng, tôi rất xúc động và phấn khởi. Lời đầu tiên cho tôi được chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì, chú bác, anh chị em nam nữ thanh niên của hai họ mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, tôi có đôi nhời thế này, bởi vì hai cháu thương yêu nhau, được sự đồng ý của hai họ cũng như các cụ, các ông, các bà. Và đến ngày hôm nay, hai gia đình đã tổ chức buổi thành hôn cho hai cháu. Và được sự nhiệt tình của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đã đến đây để dự tiệc tổ chức của hai cháu và chúc phúc cho hai cháu. Tôi có đôi nhời xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì, chú bác. Và cũng không biết nói gì hơn, chỉ rất rất là biết ơn ạ. Biết ơn các cụ, biết ơn các ông, biết ơn các bà, cô dì, chú bác. Và chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì, chú bác, anh chị em, nam nữ thanh niên của bạn bè hai cháu mạnh khỏe, hạnh phúc ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và lời cảm ơn của bác bố của chú rể Lâm Anh đã khép lại chương trình chúc mừng hạnh phúc cho đôi nương tại đây. Và ngay lúc này cho phép ban tổ chức xin được trình trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của Lâm Anh và Thu Hà tới đây đã thành công viên mãn. Xin được thay lời của đại gia đình công viên Bảo Nhật Trai, thay lời cho đôi tân nương thân thân trong chương trình đại hỷ ngày nay. Xin một lần nữa được cảm tạ với tấm lòng vàng của các cụ, ông bà, quý vị đại biểu khách quý của nhà mẹ Lâm Anh nữ tú gần xa của hai họ đã cùng trở về đây để chúc phúc tuyên cho đôi nương. Ta sánh đôi hạnh
phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi buổi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi.